Kính thưa quý vị, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã biết đến những ca khúc của một nhạc sĩ có bút danh Thông Vi Vu. Đó chính là bút danh của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục quá cố của giáo phận Phan Thiết. Dù là một giám mục, nhưng những sáng tác của Ngài rất phong phú và dễ đi vào lòng người, đặc biệt là các ca khúc viết về Giáng sinh. Trong đêm nhạc hội đêm nay, chúng ta hãy cùng tưởng nhớ đến Đức cha Vũ Duy Thống qua nhạc phẩm Ngài đã sinh ra với sự thể hiện của Hồng Nhung. Xin mời quý vị cùng đón xem. Trời đêm lạnh giá, Ngài xuống chân vì mến thương con người, đã giáng sinh đem xuống muôn ơn trời. Ngài xuống chân siêu thương bắn lên ngôi, đã giáng sinh đem an bình vào nơi nơi. Vang lên khúc ca hỡi mây ngàn về quỳ bên hàng đá, Chúa xuống trần hình hài một bé thơ, hiền hòa nằm ngủ mơ đẹp sao ơi đẹp quá, nói đất trời tình ngàn đời thắm cha. Làn gió xuống
ngàn tiếng đàn rộn rã vang thiên triều, hòa khúc ca chung tiếng muôn thiên thần cùng hát mừng rạng danh Chúa cao quang và thế nhân nơi nơi hướng niềm bình an. Ngàn tiếng Chúa cao